Ok, thấy chưa nhá. Thấy chưa cái này nhá. Nào. Câu một là gì nhỉ? Một là gì? À thầy ơi, Đúng rồi, nào nào, chờ một chút. Okay. Cái bút này có bị đâu. Một là gì nhỉ? À, đúng không? Nhớ nhá. Chọn 3 điểm. 3 điểm phân biệt. Thì thành một tam giác. Chọn mình nhá. Chọn và dùng C. Câu 2 là gì? Hàm này hàm phân thức không? Phân thức bậc 1. Trên bậc 1 không? Loại cái này. Loại cái này. Đúng chưa? Để ý này. Tiệm cận đứng. X bằng bao nhiêu? X bằng 1. Vậy bằng thì một hiểu chưa đấy? rồi Câu 3. bốn ba đi Loga một tích thì bằng tổng loga không? Đúng không nhỉ? Log 2 4 bằng mấy? Log 2 4 bằng 2 này. B số mũ ra ngoài cộng với 2 log 2A nó là gì nhỉ? Sao gì? B B á. B B, ơi. ok. Câu 4 chia bao nhiêu nhỉ? Tìm tâm chia bao nhiêu? Chia Đi thứ ra trừ 2 ạ. Trừ 2 ạ. 2 là gì? 1 Dạ A 0 1 2. 0 trừ 2 Ok. A Câu 5. C ạ. Đúng rồi, nhắc lại công thức nha. Log AX phải bằng gì nhỉ? Bằng 1 trên cho len A. Nhấn X không? C. Lốc không ghi gì mình hiểu lốc cơ số mấy nhỉ? Lốc không ghi gì mình hiểu lốc cơ số 10. 10. Hiểu chưa? Cơ 6 nhỉ, vào gì? A mũ uồng B không? Thì uồng gì? U bằng lốc. D. Lốc AB. D. Vậy là gì nhỉ? Đáp án D. Lốc 2 năm. Dễ chưa? Câu 7 nó cho em biết không? Hỏi hàng nghịch biến. Nghịch biến tức là đồ thị đi xuống không nhỉ? Đi xuống như đoạn nào? Vâng. Đi xuống trên đoạn từ 0 đến 02. Hai Hiểu không đấy? Đi xuống mà chiều xuống x. Chiều xuống x cho thầy. Đoạn 0, 02. Hiểu chưa? Câu 8. C S xung quanh ít bằng gì? Pi. quanh bằng như Ở đâu? RL Đoán C. RL Thế à? Dạo này Nam đi học giỏi à? Ủa, nó chăm rồi mày, ai Tao chỉ lười làm được đi. 20 câu đầu thôi. Còn 20 câu sau tao chưa kịp làm. Thế tốt rồi. AB là gì? Đít trên đầu sẽ là 4. Phải làm 1. 20 câu sau mày làm chứ. 4. 4 1 trừ 1. Đáp án A. À. Thế không? Có 10 nào. Vậy Có nhớ thầy dạy không? Tiết diện qua trục. Qua trục hình vuông không? Đây. Đây là trục này. Ô phẩy này. Là trục không? Thì đây cái thằng này chính là H này. Đường sinh đấy. Thằng này chính là E gì nhỉ? OA chính là gì? OA chính là E. R không? R Hình vuông thì H bằng mấy? Hình vuông nó cho là gì? Cạnh 6 khác bằng 6 với R bằng mấy nhỉ? R 3. R bằng 3 Hiểu chưa? Vậy V trụ bằng gì? V bằng H hết nào? bằng D Thế bằng 6 cho cái gì nhỉ? S bằng pi. R bình không? Thế bằng R 6 pi. bình nhân khác 3 bình sẽ là 50. Trừ pi. bằng 4 pi Ok. Đáp án. Đây. Mới đấy B. hiểu không nhỉ? Tiếp diện qua trục. Tức là OA, tức là nghe R luôn. Nhớ cái đấy nhá.
11. 11A. Đúng rồi, B bằng trừ 1, thế nào, ok. 12, quá dễ rồi. 12B. 12 dễ 1 con 2 thế B đúng là gì nhỉ? Bằng bao nhiêu? không? 3 trừ 2 y. Z 3 3 phần trừ 2 thế 2. là hoành là 3 tung là trừ 2 không? Ok. Câu 13. 13D ạ. Z ngang bằng ảo với đổi dấu đúng không? Ảo đổi dấu. Tức là làm đây Thì chuẩn bằng 3 ảo. trừ 4 đi. 14. Đúng thì không biết. Nào còn nhớ không? U1 bằng mấy nhỉ? Bằng 1, U2 bằng gì? Bằng U1 nhân Q không? Bằng 4 chứ à? Vậy chia 2 Q bằng mấy? Q sẽ bằng 4 chia U1. Sẽ bằng 4 không? Vậy U3 bằng gì? U1 nhân Q bình. Còn nhớ không đấy? UN bằng gì nhỉ? U1 nhân Q UN trừ trừ 1 không? Thay số bằng 1 nhân 4 bình. Bằng 16. Là cái gì nhỉ? C. Không nhớ ghi thầy lý thuyết vào nha, ghi thầy công thức vào, quên rồi ghi vào đi. Lăm. Còn nhớ U không? U của thầy là 15 hai này. à. U của chúng ta ở dưới này đúng không? Với U bằng gì? Vâng, 1, 2, trừ 1, 1 8. 2 chữ 1 Ok. à. 16 Còn nhớ thì còn đứng là gì nhỉ? là x bằng 1 ạ. Thì có mẫu. Nhớ thầy nhá. Đứng là x, ngang là y. Vậy đứng là mấy? 1. Ngang là bao Một nhiêu? ngang là hai. 2. Ok. Nào câu 17. Làm gì? Bảy a x bằng một. Nhớ thầy nhá. Cực tiểu, điểm cực tiểu, điểm của hàm số tức là chỉ có x thôi. Nhớ không? Điểm cực tiểu của hàm số chỉ có x thôi. Mời nhìn cho thầy thấy cái này này. Có mỗi thằng này cực tiểu không? Vậy chiếu lên là mấy nhỉ? Y bằng 1 đó nè. Đúng rồi đấy. Câu 18. Đi. V chóp đúng D được không? Cứ có chóp với một nó phần đấy. ba. Chóp nó V thằng 1 phần 3. Hay nào? Đó. D. Câu 19 Casio đó làm gì? 19 bấm máy. CEO. Bấm bao nhiêu? Làm gì mà đứa nhỉ? Bấm cái này. D. Rồi ok, bấm máy nhá, Casio C là thôi. đàn lên. Xấp xỉ không sao cả, xấp xỉ thôi. Câu 20 làm gì? Cái Trang, 20 làm gì Trang ơi? Làm gì, câu 20 ấy? Làm gì nhỉ? Có nhớ không? Câu Đi này sai này.
Thằng này cũng sai này. Thằng này chuẩn này, thằng này sai này, thằng này chuẩn này. Nhớ đây nhá. F phẩy DX nó chính là gì nhỉ? DF à? DF là chính là F của C. Để xem nhỉ? Vi phân, cái này cái vi phân đấy. Nhớ không? Ok. Câu 21 Casio nốt cho thầy, Casio đi. Những câu này Casio thôi, không phải tính tay làm gì cho mệt rồi. Đáp án D ạ. D. B D ạ. ok câu 22 ngon rồi, làm quá nhiều 22 rồi. Làm gì nhỉ? Trừ cốt là B. Rồi, trừ cốt B chuẩn rồi. Câu 23 nhớ được xác định nhá, điều kiện là gì? Đúng không? Ít là hơn một. Nhớ về cái lý thuyết này, lý lốc AU, Là đi à? AU còn nhỏ hơn B ấy. Nếu mà A nhỏ hơn 1 nhá. A nhỏ hơn 1 thì trên dưới ngược chiều, chứ U phải thế nào? U phải lớn hơn AB. Nhớ không? Cơ số lớn hơn 1 thì giúp nguyên chiều. Cơ số nhỏ hơn 1 thì đảo chiều. Còn nhớ không nhỉ? Vậy câu 23 nhá. 23 này, mình có cơ số là mấy đấy? Nhỏ hơn một à? Cơ số 1 phần 2 không? Vậy x trừ 1 phải thế nào nhỉ? Đang là dấu lớn hơn thành dấu gì? Dấu nhỏ hơn log gì đây? Log 1 phần... Cái này thì nhầm một chút. Cái này phải là A mũ B nhá. A mũ B. Nhỏ bằng gì nhỉ? Nhỏ bằng 1 phần 2 mũ mấy? 1 phần 2 mũ 0 không? Mũ không. Không? X phải nhỏ hơn mấy nhỉ? X nhỏ hơn 2, nhưng mà nhớ thầy này. Một. X nhỏ hơn 2, nhớ điều kiện nhá. Nhớ điều kiện. Với đáp án gì nhỉ? X nhỏ hơn 2 điều kiện x lớn 1 không? X lớn 1. À. Mà chưa nghe là 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 2 không? Đáp án gì đáp án? À. Nhớ nhá, không được giải. Giải không ra kết quả. Ok nhá. Đấy, đi qua cho thầy đi. Cẩn thận chỗ A nhỏ hơn 1 nhá. A nhỏ hơn 1 thì trong ngoài đảo chiều, trong ngoài đảo chiều. Đang dấu lớn thành dấu nhỏ. Còn A lớn hơn 1 thì giữ nguyên chiều thôi thầy. Xong chưa? Thế next nhá. Nào, OZ này, OZ là đi qua đâu thì lớn nhỉ? Đi qua đâu? Đi qua O bao nhiêu? Không, không, không. OZ tức là chỉ phương là bao nhiêu? U chính là gì nhỉ? Không, không một không? Với đáp án gì? Đáp án gì mà đấy nhỉ? Mấy đáp án gì đấy? Còn nữa không? Đáp án gì? À trời ơi. Ok. Nhẹ nhàng. Câu 25 nào. Khối lăng trụ đứng. Tác đều. Đó, tác đều. Cạnh bên bằng 8. Lăng trụ đứng nhớ thầy nhá. Lăng trụ đứng. Tức là mình có gì nhỉ? Cạnh bên. Đúng không phải đấy. Là H nó chính bằng mấy nhỉ? H chính bằng mấy rồi? Bằng 8 không? À nhớ thầy này. Câu 25 này
tam giác đều cạnh x nhá, tam giác ABC đều cạnh x, đều cạnh x, nhớ thầy viết nhá, cạnh x thì diện tích sẽ bằng gì? S sẽ bằng là x bình căn 3 chia 4. Nhớ công thức này nhá, đừng lo nhanh, thầy dạy rất nhiều lần rồi đấy. Tam giác đều cạnh x thì diện tích sẽ bằng x bình căn 3 chia 4. Nào, cạnh là 6 không? Vậy S là bao nhiêu? S sẽ là 6 bình căn 3 chia 4 bằng mấy nhỉ? Bằng 9 căn 3 không? MV bằng gì nhỉ? V bằng gì? V bằng 2 nào? Thay số vào sẽ bằng là gì nhỉ? 72 căn 3. Vậy là gì? Nào, B. Nhớ này nhá. Nhớ công thức tính diện tích tam giác đều để tính cho nhanh cho thầy. Xong chưa mày đứa? Rồi thế rồi. Có 26 nào? 26 đi. Đúng rồi. Nhớ thầy nhá. Z nhân Z ngang nó chính là mono Z bình. Công thức nhá. Ghi lại này. Z có 26 đây. Là Z nhân Z ngang. Z ngang nó chính bằng mono Z tất cả bình, được chưa nhờ? Đây là trình rồi. M nó cho gì đây? Mono Z bằng 4 không? Tức là Z ngang bằng mấy nhỉ? Mono Z bằng 4 không? Mày xem cái bao nhiêu người? 16 đâu? 6. Đây. Có cái này. Có 27 nào? Đáp án D ạ. À. Ừ, D. Y phải bằng gì nhỉ? 3x bình trừ đi 6x không? Đồng biến tức là dương nhỉ? Vậy Casio x lớn hơn 2 và x nhỏ hơn không? Đáp án D. Chuẩn rồi. Câu 28 nào, nhớ điều kiện này nhá. 28. Điều kiện là gì nhỉ? X dương, nhớ không? Thì phương trình tương đương gì? Phương trình tương đương gì nhỉ? Hoặc cái x bình trừ 2x trừ 3 bằng 0 không? Hoặc là gì? Mời đưa Casio thấy x bằng bao nhiêu? X bằng trừ 1, x bằng 3 không? Cái này cho mình là mấy? Một loại cái này đi. Đúng không? Vậy có mấy nhiệm thôi? Có hai nhiệm. Đáp án gì nhỉ? Đáp án. Đây. Nhớ điều kiện nhá. Không điều kiện đáp án là 3 đấy thì mình đã xác định sai. Ok chưa? Thôi thôi mấy thằng kia chửi nhau rồi, chúng mày. Câu 29 đáp án gì? Nhớ thầy nhá, các yếu tố sau này. Nếu mà đi xuống
đi xuống trước đúng không? Đi xuống trước thì suy ra ngay a âm. Đi lên thì suy ra ngay a dương. Vậy loại được cái gì rồi? Chả loại được cái gì cả. Đúng không? Nhìn thế này, x bằng 0, x bằng 0, y bằng mấy? Y bằng d không? Nhìn thế này, d sẽ ở đây không? Đây chính là d này. D ở trên đúng không? Âm mang dấu dương hay dấu âm nhỉ? Mang dấu dương. Loại được cái gì không? Cũng chả loại được cái gì cả. Ô, bọn ta bảo này là hơi sai tình. Vậy bây giờ nhìn tiếp cái tiếp theo này. À, cực trị cho thầy nhá, nhìn cực trị này. Cực trị nhá. Thằng này x1. Thằng này x2. À, mấy như thầy này. Như thầy nhá. À, cái nhìn như thầy nhá, là cái gì nhỉ? Cái ô x2 trị x2. Độ dài của từ ô nhá, độ dài từ ô đến x2 nhỏ hơn độ dài từ ô x1 không? Mình có này, trị x1 nhỏ hơn lớn x2 không? Lớn trị x2 nhỉ? Vậy chia ngay là gì nhỉ? X1 cộng x2 mang dấu gì hả mấy đứa? Cái ô x1 to hơn x2 không? M x1 là phần 5. Ô x1 là phần 5 nhá. Ô x2 là phần dương nhỉ? Vậy tổng mang dấu gì nhỉ? Hả mấy đứa? Dương ạ. Âm. Nhìn thế này. Phần âm đúng không? Ô x1. Đây là âm này này. Đoạn này này. Đoạn âm chưa? Nó to đoạn dương không? À vâng, âm âm. Vậy tổng mang dấu dương. Tích mang dấu gì? Hai hàng trái dấu tích mang dấu. Tích âm. Dấu âm ạ. À? Bây giờ cho thầy nhìn cho thầy nhá. X1, x2 không? Là gì? Cực trị. Cực trị đúng không? Suy ra x1, x2 là gì? Là nhiệm của y phẩy bằng 0 không? Chuẩn nhá. Nào mình có y phẩy bằng gì? Y phẩy bằng gì nhỉ? 3x của 3 này. 3x bình cộng 2x. Mở cửa ra không? Bằng 0 nhá. À mình có tổng là gì nhỉ? Tổng bằng gì? Tổng là trừ b trên a, tức là trừ 2b trên 3a. Cái này nghe như thế này, phải mang dấu gì nhỉ? Mình vừa chứng minh rồi, tổng âm không? Tức là mang dấu âm. Nhưng mà nghe thầy nhá, nghe thầy này, hai tương đương là gì nhỉ? Tương đương là b trên a mang dấu dương không? Thầy chia cho trừ 1, à chia cho trừ 2 không? Để như thầy này, một phân số dương như nào nhỉ? Phân số dương khi nào? Nhớ rồi nhá. Tử dương dương ạ. Phân số dương khi bởi khi là a b cùng dấu không? Mở a bằng gì rồi? A âm chưa? Vậy chia a b âm. Nhớ bán loại là cái gì không? À loại là thằng b này, loại là thằng d này. Chuẩn chưa? Tích bằng gì? C trên a. À, một phân số âm khi nào? Trái dấu ạ. Trái dấu mà mẫu mang dấu gì rồi? Mẫu là A âm chưa? Vậy suy ra ngay tử mang là C mang dấu gì? Dương. Vậy C dương đáp án gì nhỉ? B âm C dương đáp án. À. Đó. Hơi dài một chút nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hiểu cái này không? Thắc mắc gì con này không nhỉ? Thế cho câu tương tự nhá, xác định ABCD âm hay dương nhá. Nào. Cho câu tương tự này cho quen này. Cho tương tự nhá. Chấm nó cứ tự chạy này. Tôi cho tương tự nhá. Nào cho y bằng a cộng 3 này cộng x bình cộng c cộng d. Xác định dấu ABCD nhá. Biết đồ thị như sau này. Đó. Rồi. Xác định giống như thế đi. A, B, C, D, âm hay dương. Biết đồ thị hình vẽ. Cái gì? Nào, xác định ABCD thầy âm hay dương nào. A dương ạ. Cứ làm đi, cứ làm đi. Phải cho hai phút làm thử. Rồi chưa? Làm nhanh phết đây, làm 30 câu đối hết có 20 phút nhanh nghỉ. Nên giới bẻ làm sao được. Làm nhanh này chắc là được nghỉ sớm thầy. Hả? Cái gì? Thầy bảo làm nhanh này chắc là được nghỉ sớm thì gì? Không, làm nhanh chưa hết thì câu 40 nữa. Hết câu 40 xong 10 câu cuối thầy lại gửi cái gì gì đấy. Không, thầy chưa nhỏ này để 40 thôi, đến câu 40 thôi. Mới câu cuối trước cho nhóm kia rồi thì cho video xem. Thế chuẩn bị đến câu 40 rồi đây. Ừ thế được rồi. 40 thôi còn mới câu cuối. Ở đấy để quên hôm nay không gửi cho mẹ ID đấy cả. Phát vào nhóm kia xem đấy. Để quên mất. Để thứ tư nhá. Thứ tư này chữa rồi mới vào xem nhá. Nếu là có hứng thú thì vào xem. Đó. Nói đi. Nói nghe đủ nghe đủ. Nào, bài này A mà có gì? Đi lên chưa? Đi lên chưa? Tại khi là A. A dương. A. X bằng 0. Y bằng mấy? Y bằng D. D ở đây đúng không? D dương. Vâng. Bây giờ như thế này này. Cực trị là x bằng trừ 2 bằng 3 không? À cực trị mình có tổng là mấy nhỉ? Tổng bằng mấy? Trừ 2 cộng 3. Mang dấu dương không? Và tích bằng trừ 6 mang dấu âm chưa? Mà lại có y phải là bao nhiêu nhỉ? Y phải bằng gì? 3x. 3x bình cộng 2bx cộng c không? Tổng là gì? X1 cộng 2 bằng gì nhỉ? Trừ b trên 3 a mang dấu dương không? Hay trên dương là gì? B trên a mang dấu âm. Mà mày có a dương chưa? A dương. Người suy ra ngay b để mang dấu gì? B âm.
Từ mẫu trái dấu. X2 bằng C trên gì nhỉ? 3A mang dấu gì? Mang dấu âm không? Rõ ràng là A dương rồi. Vậy chia C để mang dấu âm. Vậy chốt lại. Chốt lại. A dương, B âm, C âm và D. D dương. Ok chưa? Quen quen ngay chưa? Nhẹ nhàng không? Nhớ lại chưa nhỉ? Cứ mở đi. Hiểu cái này không nhỉ? Nếu hiểu thì next nhá. Ở đây đang có 30 nhá. Ba mươi này có bao nhiêu điểm cực trị? À thằng này vứt này, vì sao? Vì bội bội chẵn đúng không? Vậy chỉ có mấy nhiệm thôi, bằng không thì x bằng bao nhiêu? X bằng không có x bằng trừ một, với đáp án mấy nhỉ? Đáp án hai. Hiểu không nhỉ? Ok cái này không? Hiểu nhớ lại cái này chưa? Để cho nó tương tự nhá, 30 tương tự này, cho mày quên. Nào nếu y phẩy bằng cái này, x trừ 1 nhân x trừ 2 mũ 3 nhân x bình trừ 1 nhân x cộng 2 có bao nhiêu điểm của chị? Câu 2 có bao nhiêu điểm cực đại? Nào 30 nào, 30 phẩy nhá, ý phụ tương tự ở đây. Giả đây. Câu 1 của bao nhiêu của chị nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? 3 điểm của chị ạ. Mấy mấy cơ? 3. 3 á? Nào mình cùng làm nhá. Y phẩy bằng 0 này, thế nên là gì? Bộ lẻ này đúng không? X bằng 2 là bộ gì? Bộ lẻ này. À cái này bằng 0 này, x bằng bao nhiêu? X bằng 1 lẻ này, x bằng trừ 1 lẻ này, bộ lẻ này, và x bằng trừ 2 bộ lẻ này. Nhưng mà nhìn thấy nhá, thằng 1 lập 2 lần lẻ không? Lập 2 lần lẻ, vậy ghép vào là gì? Là chẵn. Vậy vứt. Đúng chưa? Vậy mình có mấy nhiệm thôi. Vậy x bằng bao nhiêu? X bằng 2 trừ 1 và trừ 2. Vậy chia ngay 3 để của chị. Nhưng mà câu 2 thầy hỏi khó hơn này. Là bao nhiêu đại? Bao nhiêu đại? Thì mình phải viết cái bảng biến thiên ra. Đúng không? Viết cái bảng biến thiên ra. Đó.
Nhiệm từ bé đến lớn tức là trừ 2, trừ 1 và 2 không? Không, không, không. Nào, thầy dạy cho mày cách thử rồi. Trong khoảng từ 2 đến 0 cùng chứa số 3 không? Có chứa số 3 không? Mày thay 3 vào y phẩy. Mình có f phẩy 3. Thay vào đây, thay y phẩy này. Được chưa? Có phải mang dấu dương không? Vậy tức là ô này mình sẽ mang dấu dương, ban dấu âm, dương âm. Mình sẽ đi xuống, lên, xuống, lên. Vậy có mấy đại nhỉ? Có một. Tiếng nghe có một cực đại. Hiểu chưa? Dễ không? Có một cực đại nhá. Hiểu cái này không rồi xong này chưa 31 nhá, xong cho mày đứa chưa 31 nhá. Tôi sẽ cho bài tương tự mày đã làm cho quen vậy. Những câu này là một câu ít thì cho bài câu tương tự như kiểu 30 này, ok không? Để xóa nhá, xong chưa, để xóa. Có hiểu cái trang chứ, có hiểu bộ lẻ của trang không này? Ba cái trang đi đủ không đấy? Trang G vào đây. Thầy giảng tiếp đi ạ. Có ạ, thầy cứ giảng đi ạ. Rồi câu 31 nhá. Cho 20 thẻ này, đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Lấy ngẫu nhiên tức là gì nhỉ? Là gì? Nôm sẽ là gì mấy đứa nhỉ? Nôm sẽ là gì? Lấy hai thẻ trong 20 thẻ tức là C2 của 20 không? Thầy. Đúng không? Tức là NO nó sẽ là C20. Tính xác suất để tổng hai thẻ là số lẻ. Thì bây giờ nhá, có 31 phân tích này. A cộng B lẻ khi nào? Lẻ khi nào? Tức là gì nhỉ? Khi ở ghi là gì đấy? A chẵn. B lẻ. Hoặc là gì nhỉ? A lẻ. B chẵn. Mới hiểu không đấy? Mở trong hộp này nhá. Hộp thẻ đúng không? Đánh số từ 1 đến 20. Vậy một hộp có bao nhiêu? Có 10 thẻ trắng. Có hiểu không nhỉ? Và bao nhiêu? 10 thẻ lẻ. Bây giờ trừ 1 này. Trừ 1 này. Là A trắng. A trắng nhá. A trắng. B lẻ. Đúng không? Thì sẽ là gì? Chọn một thẻ chẵn trong 10 thẻ chẵn là bao nhiêu? C110 nhân với C110. Casio là 100. Trường 2 là A lẻ. B chẵn không? Chọn một thẻ lẻ trong 10 thẻ lẻ là bao nhiêu nhỉ? C110 nhân C110 cũng là 100. À vậy xưa xác suất là gì nhỉ? Xác suất sẽ là gì? Tổng hai cái này vào sẽ là 100 cộng 100 chia gì, chia cho C2 của 20 không? Casio thì bằng bao nhiêu? Hai mươi phần 19 ạ. 20/19. Bao nhiêu vậy? Thầy ơi, như thế là sai hả thầy? Tại vì làm gì có xác suất lớn hơn một đâu ạ. Quay. Chưa Em một tưởng hai chỉ có lặp một đấy, trường một hợp hai lặp. thôi. Một hai lặp. Tức là một thẻ lẻ một thẻ chẵn thôi, ok. Một lẻ một chẵn thôi. AB không chỉ thứ tự nhá. AB không chỉ thứ tự. Một lẻ một chẵn thôi, thôi. Tức là 100 thôi. Ra bao nhiêu nhỉ? Thì đáp án A này 10/19 không? ở đâu?
10/19. 10/19. AB này không tính thứ tự nhá. Tức là tổng hai số lẻ khi nào khi một số chắc là một số lẻ đúng không? Tức là C10 cho 10 thôi. Đoạn A như thế nhá. Đấy, chết xong thì cho vào nhân tự này. Cho hộp 20 thẻ. Đánh số từ 1. Đánh số từ 1 đến 20. Chọn 2 thẻ. Chấm tính xác suất. Chọn được 2 thẻ sao cho tích 2 thẻ là số này. Tích 2 thẻ là số này. Là 31 phẩy nhá, xem ra có bao nhiêu. Thế vẫn như thế mà thầy. Vẫn là đáp án thế. Không phải đáp án thế đâu, khác đấy. Tích hai thẻ là số lẻ, phân tích cho thầy. Đáp án khác nữa. Đây là tích phải tổng. Bài kia là tổng không? Thì bài này thầy sửa thành tích. Thế ở 9 phần 19 là rồi. Không biết, chuyển đề. Thế là vậy. Nào, bài này nấu bắt đầu gì nhờ? Nấu bắt đầu gì? Lấy 2 thẻ đúng không? Bắt đầu C2 của 20 không? À, cho hộp thẻ gồm 10 chắc 10 lẻ không? Bây giờ nhá, thì phân tích này. A nhân B. Tích 2 số bao lẻ khi nào? Khi A với đều lẻ. Đúng không? Tích hai số là số lẻ khi nào nhỉ? Khi AB lẻ không? Vậy tức là gì nhỉ? Vậy AB lẻ tức là gì? Mình chọn ra 2 thẻ lẻ cho 10 thẻ lẻ không? Tức là gì nhỉ? NA tức bằng gì? Tức bằng C20. Mở lý ổng này. Chọn ra 2 thẻ, mở 2 thẻ lẻ hết không? Tức là bốc 2 thẻ lẻ trong 10 thẻ lẻ không? Tức là C20 không? Vậy P tức là gì nhỉ? P tức là C20. Chia C2 của 20 không? Bấm máy tính bằng bao nhiêu? Chín phần 38 ạ. 9/38. Thế biết làm chưa? Nào thì cho tiếp bài tương tự nữa nhá. Chọn B cho nhớ lại một tí này. Nào, câu 31.2 này cho 4 bi đỏ khác nhau nhá. 5 bi xanh và 6 bi vàng khác nhau. Chọn ra 4 bi. Chọn 4 bi chấm tính xác suất. Tính xác suất. Chọn được. 2 bi đỏ, 1 bi xanh, 1 bi vàng. Rồi, tất cả chọn được 2 đỏ, 2 xanh, 1 vàng. Ý thứ nhất nha, ý thứ nhất. Ý thứ hai là chọn được đúng 2 đỏ. Ý thứ hai chọn được đúng 2 đỏ. Rồi cho 2 câu thôi. Thấy rồi.
Cái một là mấy đỏ, mấy xanh, mấy vàng? Một đỏ, hai đỏ, một xanh, một vàng. Hai đỏ, một xanh, một vàng. Ờ, cái hai là đúng, hai đỏ. Các đi khác nhau hết nhá. 2 phút làm thử nữa. Không có gì. Có kết quả chưa? Nào, tổng là bao nhiêu đi nhỉ? Nó là bao nhiêu? Tổng là 15 đi không? Cho 4 đi. 4, 15. 4, 15. Câu 1 nhá, thầy gọi A là biến cố thì đây. Cho 2 đỏ, 1 xanh, 1 vàng. À, cho 2 đỏ, 1 xanh, 1 vàng tức là gì nhỉ? Bốc 2 đỏ trong mấy đỏ? Bốc 2 đỏ trong 4 đỏ là bao nhiêu? 4. C 4 nhân mấy gì? C 1 5 C 1 5 Casio nhân C 1 6 180 đúng không? 12. Vậy chia PA bao nhiêu nhỉ? Xác suất là bao nhiêu? C là 180 chia C 4 15 bằng bao nhiêu vậy đứa? 12/91. Bao nhiêu cơ? 12/91. Ok. Nó bây giờ bao nhiêu? Chọn 2 bi đỏ. Thì mình có những trường hợp nào nhỉ? Mục tiêu là chọn 4 bi không? 3 trường hợp. Chọn 4 bi. 3 trường hợp. Không phải. 3 trường hợp, trường hợp là những trường hợp nào? Không phải thế nào? Trường hợp là có 2 bi xanh này, 2 bi đỏ này, 2 bi vàng, 2 bi đỏ và 2 bi vàng, 1 bi xanh, 1 bi đỏ. Ừ, làm thế thì dài đúng không? Làm thế dài đấy. Bây giờ cho 5 viên còn nhiều trường hợp nữa cơ. Ê ơi, em gộp lại luôn là thành một trường hợp. Đúng rồi. Là chọn C2. Nói đi Dung. Đó, đâu là em chọn 2 từ 4 viên. Chúng em chọn 2 viên từ 11 viên bi xanh và bi vàng. Đúng rồi. Đúng không thầy? Đúng rồi. Nghe này nhá. Nó là gì nhỉ? Chọn được đúng 2 đỏ không? Tất cả là C24 rồi. Thầy chia làm 2 nhóm. Một nhóm toàn bi đỏ. Rồi gộp 2 cái này vào là bao nhiêu viên? 11 bi xanh vàng không? À thế bây giờ nhá. Mục tiêu có được 4 viên chưa? Thầy chọn được 2 viên rồi. Thì thầy phải cần chọn mấy viên nữa nhỉ? Chọn 2 viên nữa đúng không? Nhưng mà 2 bi này phải khác màu đỏ đi. Khác màu đỏ tức là chỉ chọn trong xanh và vàng thôi, tức là nhân với C2 bao nhiêu? 11. Nhanh hơn nào, bằng bao nhiêu nhỉ? Casio bằng bao nhiêu? 330 ạ. 330. Vậy chia PP bằng bao nhiêu? 330 chia cho C4 của 15 bằng bao nhiêu nhỉ? 22/91. 22/91 à? Đúng không? Vâng. Hiểu cái này chưa? Vâng ạ. Hai bài tương tự đấy nhá.
Xem qua đi để chia tiếp nào. Để mở câu này thì sẽ cho vài trình tự cho chúng mày dễ làm. Nào, câu 32 nhá. Còn là trung trực không? Cái Thanh nào? Viết kiểu gì nhỉ Thanh nhỉ? Trung trực chưa đi qua gì nhỉ Thanh nhỉ? Thanh đâu rồi? Dạ. Trung trực chưa đi qua gì nhỉ Thanh? Nào, P là chân trực của AB không? Tức là đi qua đâu? Đi qua Y. Qua trung điểm. Trung điểm qua... tức là A của B trên 2. A của B trên 2 là mấy? 1, 3, 2. Sai rồi. Trừ 1. 3, 2. N chính bằng gì nhỉ? N chính bằng vectơ AB không? Bằng mấy? Tức là trừ 4. Trừ 4, 2. Trừ 2. Vậy, đáp án gì mấy đứa nhỉ? Đáp án gì? Mình nhóm trừ 2 ra ngoài đi. Còn còn là 2, trừ 1, 1. Chọn cái này cho dễ biết này. Chọn cái này cho dễ biết nhá. Với đáp án gì nhỉ? Sẽ là gì nhỉ? Sẽ là 2 này. Nhân x trừ mấy? X cộng 1. Trừ 1, nhân mấy gì nhỉ? Y trừ, trừ 3, cộng 1 nhân mấy ở Z, trừ 2, bằng 0 không? Giúp bọn đang thấy sẽ là 2X trừ Y, cộng Z, cộng 3, bằng 0. Đó là gì đây? X, 2X trừ Y, cộng Z, cộng 3, bằng 0. Đó là na. À. Quá dễ rồi. Ok chưa? Cô ba nhớ ra đây nhá. Cái số mũ là số gì đấy nhỉ? Nhớ đây này, số mũ nhá, cái mũ mà thuộc Q hoặc cái R ấy thì riêng hay là cơ số phản năng dấu dương. Nhớ thầy, nếu mũ thuộc Z thì cơ số khác không. Còn nếu mũ thuộc Z nhé, Z nếu mũ thuộc N sao, Z hợp với 0 này, mũ thuộc N sao, tức là chạy từ 1 trở lên đấy, thì sao nào? Không có điều kiện, đúng không nhỉ? Tất nhiên là cơ số phải có nghĩa, hiểu vấn đề không? Thì bài này mũ của mình là 1 phần 3 không? 1 phần 3 thuộc gì nhỉ? 1 phần 3 là thuộc gì? Thuộc Q chứ à? Tức là cơ số phải thế nào nhỉ? Tức là cơ mũ x trừ 1 phải mang dấu dương, thế x khác mấy? X lớn hơn 1 không? Đáp án gì nhỉ? À, nhớ chưa? Thế bây giờ nhá, tập xác định của em bằng bao nhiêu? Điều kiện thế là gì? Cả mấy đứa? Bài tương tự đấy, điều kiện thế là gì? Điều kiện là gì nhỉ? X nhỏ hơn trừ 1 phần 2 ạ. Mũ này thuộc R chưa? Thuộc R tức là cơ số điều kiện là gì nhỉ? Điều kiện tức là 2X bình trừ X trừ 1 mang dấu dương.
Vậy Casio x lớn hơn 1 có x bao nhiêu? Nó thuộc phần 2. Hiểu chưa? Quen chưa nhỉ? Thế còn cái này điều kiện là gì? Cái điều kiện là gì? R à? Phải. Lớn hơn 0. Sai. Nhìn nhá, không cái có điều kiện khác 1 x khác 1. Đúng rồi, cái mũ là tuổi n sao không? Tuổi n sao tức là bên trong của mình ý. Chỉ cần điều kiện, không cần điều kiện là dâng hơn gì cả, mà chỉ cần điều kiện là gì thôi. Và điều kiện là cơ số có nghĩa. Hiểu không? Thì bài này muốn cơ số có nghĩa không? Tuổi n chưa, bình thường là mình không phải điều kiện bên trong đúng không? Nhưng mà bài này này, nhìn cơ số này, cơ số có căn không? Tức là x phải mang dấu không? Không âm. À nhìn thấy thầy, có phân số không? Tức là x trừ 1 phải khác, hay không? Vậy chốt lại x thế nào nhỉ? Hiểu chưa? Biết cái phân biệt chưa nhỉ? Đơn giản đấy nhá. Rồi. Câu 34 nào. Ôi z khuyết gì mày đứa nhỉ? Ôi z khuyết gì? Khuyết x thì phương trình là gì nhỉ? Phương trình x bằng 0. X bằng 0. Tiếp xúc này. Tiếp xúc mặt phẳng. Tiếp xúc mặt phẳng tức là bán kính bằng gì nhỉ? Bán kính chính là khoảng cách từ tâm đến mặt mặt phẳng không? Đó, tính cho thầy khoảng cách bằng bao nhiêu? Khoảng cách quá ngon rồi. Đó chính là mấy nhỉ? Chính là 1. Vậy R1 không? Đó là gì? Cộng 1 trừ 4 trừ 3. Đó là B. Hiểu bài này không đây? Sao lại là bằng 1 luôn ạ? À? Ở đây, 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 đây. Z, x bằng 0 không? Tức là mày có gì nhỉ? Mày có A mấy? A 1. B bằng 0, C bằng 0 và D bằng 0 không? Đấy thì công thức thôi. Đó chính là thay vào mặt phẳng, thay cái y vào mặt phẳng không? Thay y mặt phẳng thì khuyết y khuyết z rồi đúng không? Thì không phải thay. Thế là sẽ là chuyên tử sẽ là trừ 1 này. Nó sẽ là căn của gì? 1 bình cộng 0 bình cộng 0 bình. Cộng 1. Em hiểu chưa? Ok không? Rồi ạ. Tôi cho bài tương tự nhá. 34 phẩy. À, tôi cho mặt phẳng, cho mặt cầu đi. X trừ 1 bình cộng Y trừ 2 bình cộng Z trừ 3 bình bằng 9. Viết cặp P là X cộng 2Y cộng 2Z cộng 3 bằng 0. Viết bằng Q. Viết Q này song song với P và Q tiếp xúc với S. Viết lại bằng Q là viết Q song song với P và Q tiếp xúc với S. Ok.
Ok nha. Từ câu 36 này là câu khó đấy. 35 câu đầu dễ rồi, 35 từ câu 36 khó đấy. Còn nhớ không? Q này song song với P đúng không? Song song tức là cùng pháp quyền đúng không nhỉ? Tức là Q có dạng là gì? Tức là X cộng 2Y cộng 2Z cộng C bằng 0. Đối với điều kiện C khác mấy? C khác 3 ạ. Ok, vì nếu C bằng 3 đúng không? Thì hai mặt phẳng là trùng nhau. Thế bây giờ là mình ghi này. Q tiếp xúc với S. Với S thì vừa ghi rồi. Tiếp xúc tức là gì? C là gì nhỉ? R chính bằng khoảng cách từ Y đến Q đúng không? Một mặt cầu Y là bao nhiêu? Y chính là 1, 2, 3. R bằng mấy? R bằng 3 không? Vậy tương đương gì nhỉ? 3 bằng gì? Trị của khoảng cách tức là gì? Thay Y và Q là chính là gì? 1 cộng 4 cộng 9 nào? Cộng C chia căn của gì nhỉ? 1 bình cộng 2 bình cộng 2 bình không? Thế là C cộng 14 bằng mấy? Bằng 9. Giải ra C cộng 14 bằng 9 hoặc C cộng 14 bằng trừ 9 không? Vậy rút ra C bằng bao nhiêu? C bằng trừ 6 và C bằng bao nhiêu? C bằng trừ 23. À, thỏa mãn hết. Ok không nhỉ? Ở trên là trừ 5 thì thầy. Trừ 5 á? Ờ. Để trừ siêu á. Ok nhá. Chưa làm được ký hiệu cho thầy vào đi. Để chưa thành câu 40 thôi. Câu 37, 38, câu 39, thầy chữa trên YouTube có hết rồi. Mình chữa, mình chữa lại đi, cho mình đều công ty hỏi luôn. 35 đang làm gì nhỉ? 35 đang làm gì? Casio thấy làm gì nhỉ? À. Ok. Nào câu 36 nhá. 36 này. Nhớ thầy nhá, nhắc lại lý thuyết này. Hình H giới hạn bởi hai đường y bằng F này. Y bằng G. Và x bằng A. Y bằng B thì SH là bao nhiêu? Diện tích sẽ bằng gì nhỉ? Tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối F trừ G. Tức là gì? Diện tích hình phẳng ấy nó chỉ giới hạn bởi hai đường thôi. Ok không? Còn khi mà có ba đường ấy phải tách thành gì nhỉ? Tách thành hai đường một, hai đường một. Hiểu thầy không đấy? Nào, thì bây giờ nhá, nhìn xem này. Hình H ở mấy đường đây? 3 đường. Y bằng cái này này. Y bằng cái này và OX. OX là Y bằng mấy? Y bằng 0. Nhiệm vụ chúng mày là gì? Là phải tìm ra cận đúng không? Cận này. Thằng này chính là 0 này. Thằng này ra với OX. Tại điểm nào? Cho bằng 0 đúng không? Cho là bằng 0. X bằng mấy? X bằng 3. Y bằng 3. Phải Y bằng 0. Thầy hiểu gì? Nào. Hai thằng giao điểm này của thằng đường cong và đường thẳng không? Thì phương trình là gì nhỉ? Phương trình là gì? Căn của 2x bằng trừ 2x cộng 6. Nhớ rồi nhá, tương đương gì nhỉ? Muốn bình phương hai vế, điều kiện là phải không âm không? Tức là trừ 2x cộng 6 phải lớn bằng 0 này. Bình phương lên tức là 2x bằng gì? Trừ 2x cộng 6 tức là bình. Hay thử giúp các bạn phương trình này là x nhỏ bằng 3 này. Và gì nhỉ? 4x bình
4x bình. Bên này là -24 này. Bên này -2 chuyển sang là -26. Cộng 36 bằng 0. Thì K siêu cho thầy. Suy ra x còn bao nhiêu? X bằng 2 và x bằng bao nhiêu nhỉ? 9 phần 2 với cả 2 ạ. 5. Bao nhiêu phần 5 loại không? Biết sao phải loại không? Vì x lớn hơn 3 đúng không nhỉ? Cái thỏa mãn này. Vậy tức là thằng này là mấy? Thằng này chiều xuống là mấy nhỉ? Là 2. Vậy bây giờ nhá, diện tích sẽ tách thành hai phần như sau này. Tích phân từ 0 đến 2. Nhìn cho thầy. Từ 0 2 không? Giới hạn bởi cái gì? Giới hạn bởi cái đường căn này này. Vào x không? Nó sẽ là gì nhỉ? Căn của 2x dx. Câu tích phân từ 2 đến 3. 2 đến 3 giới hạn bởi cái gì nhỉ? 2 đến 3 thì giới hạn bởi cái gì? Giới hạn bởi đường thẳng. Đường thẳng không? Đường thẳng vào x không? Đó sẽ là gì? Sẽ là trừ 2x cộng 6. Casio bằng bao nhiêu? Bấm tính đi. C thầy ạ. C là 11/3. Ok. Hiểu bài này không? Thế cho mình lấy bài tương tự nhá. Thế ở chỗ kia là 26x. Đâu? Thấy. Ừ. Đấy, cho em đi ấy. 26x, ừ. Ok. Cho bài tương tự nhá. Là 36 phẩy này. Để cho hình vẽ ở như sau. Một đường thẳng y bằng 2x. Được chưa? Ờ. Một đường thẳng y bằng trừ 3x cộng 8. Và một đường thẳng nữa. Một đường thẳng y bằng 1. Tính như này cái tam giác này. Tính hết bị đồ bộ động. Nào, hết bộ động đi. Và bao nhiêu? Tính hết đỏ. Thử làm thế nào. Thank you.
Nào, bây giờ tìm các cận nhá. Cận này, cận xanh xanh này này. Cận xanh xanh này này. Là giao bởi hai cái gì nhỉ? Phương trình đầu tiên là gì? Cho hai y bằng nhau không? Tức là 2x bằng 1 không? Thế là 1 phần 2. Vậy tức là cái này là 1 phần 2 này. Ok mấy đứa. Cận tiếp theo này nữa, cận xanh xanh này nữa. Là giao bởi hai cái gì? Chứ 3x cộng 8 bằng mấy? Bằng 1 không? X bằng bao nhiêu? X bằng 7,3. À còn cận trên cùng, cận xanh là cây. Chiếu xuống đúng không? Chiếu xuống là ra phải hai cái gì? Ra phải hai cái gì nhỉ? 2x bằng trừ 3x cộng 8. 8 phần 5 ạ. X bằng 8 phần 5. Vậy S đúng không? Mình tách hình gì nhỉ? Tách hình gì? Tích phân thì bao nhiêu? Đây là 8 phần 5 rồi. Rõ ràng là thế tách hình hai nửa không? Một nửa đen, một nửa đỏ nhá. Nửa đen, nửa đỏ đi. Ok không nhỉ? Hiểu không mấy đứa? Nửa đen là gì? Tích phân thì bao nhiêu? Tích phân từ 1 phần 2 đến 8 phần 5. Nửa đen giới hạn bởi hai đường nào? Đường y bằng 2x và đường y bằng 1 không? Rõ ràng là trên khoảng này 2x nằm trên y bằng 1 không? Vậy mình phải lấy gì nhỉ? Lấy 2x trừ 1. Có hiểu không đấy? Thằng nào nằm trên thì trừ đi bằng dấu dương mà. Cứ nằm trên thì trừ sẽ lớn hơn không. Tương tự từ đâu đến đâu nhỉ? 8 phần 5 đến mấy? Đến 7 phần 3. Thằng nào đỏ là giới hạn bởi gì? Giới hạn bởi y bằng trừ 3 cộng 8. Và y bằng 1 không? Rõ ràng trong khoảng này trừ 3 cộng 8 lớn hơn đúng không? Vậy sẽ là gì nhỉ? Trừ 3 cộng 8. Rồi trừ đi 1 đấy. Các siêu bao nhiêu? Đó. Các siêu bao nhiêu nhỉ? Sáu 6.317 trên 300 thầy ạ. Sáu bao nhiêu cơ? 6.317 trên 300. 6.317 trên bao nhiêu? 300 ạ. Được rồi, để mình trẻ sát đẹp đấy. Nhưng mà hiểu cách làm không? Phải tách thành hai hàm một nhá. Tách thành hai hàm một. Ok nhá. Chép ra đi rồi sang câu 37. 37, 37 nhóm kia, 37 hơi khó đấy. Hãy chưa 40 trước. Nhóm kia này trước rồi có gì xem lại cũng được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok nha. Nào bây giờ thì chưa mấy đứa này. Để cho tránh tránh linh tinh nha, để chơi 40 trước. 40 trước. 40 sang 38, 39 nha. Nào 40 này. Nó cho cái này không? Yêu cầu là gì nhỉ? Tính cái gì? Tính f của 2x. Thầy dạy bao nhiêu lần rồi, đặt t bằng gì nhỉ? Đặt t bằng gì? Cứ đặt t bằng cái bên trong thôi thầy. Đặt t bằng 2x không? Vậy dt bằng gì? 2dx không? Vậy suy ra ngay dx bằng gì nhỉ? Bằng dt trên máy trên 2. Đổi cận nhá, đổi cận. Xt này. X chạy từ 0, 1 không? 0, 1. X bằng 0 thì t bằng 0. 1 thì t bằng 2 không? Vậy cái y đúng không? 1 đến 0 đến 1 của f hay x này. Nó chính bằng gì nhỉ? Tích phân thì bao nhiêu? 0 đến 2 này. F gì? Ft dx đúng không? Dx mình thay bằng gì nhỉ? Dt trên 2 không? Nó chính là 1 phần 2 lần của gì? 0, 2 của ft dt chưa? Fd dt cho bằng 6 không? Nó cho 1 phần 2 nhân 6 bằng mấy? Bằng 3. Đáp án đây. Quá dễ luôn. Ok nha mấy đứa nhá. Bài này thì cho nhiều rồi đấy. Xem lại tích phân hàm ẩn đi. Đặt ẩn phụ. Cho chục câu ví dụ này rồi. Ok chưa? Thầy chưa 39 nhá. Mới nhìn cho thầy này, nhìn cho thầy. À, đặt tên gì nhỉ? Thầy cho đơn giản này, đặt tên gì? Đặt tên bằng FX. Đúng không? Vậy đây bằng gì nhỉ? Đây đây sẽ bằng gì? F'X. Đấy không? À như thế này này. Vậy thằng này là chính là gì nhỉ? F'dx nó chính là d gì rồi? Chính bằng dt chưa? Đổi cận nhá, đổi cận này. Xt này. X bao nhiêu? Trừ 1 đến 1. Thì t sẽ là gì? F của trừ 1. Và f mấy? F1. Nhưng mà nhìn như thế này này. Nhìn như thế này nhá. Nhìn đồ thị. F trừ 1 bằng mấy nhỉ? F trừ 1 bằng mấy? F trừ 1 chính là 2 không? F1 chính là mấy? Nhìn đồ thị. F1 nó cho rồi. F1 nó chính là trừ. Trừ 2 chưa? Tức là T. Thuộc cái gì nhỉ? Thuộc cái trừ 2 đến. Đến 2. Đúng không? Nào bây giờ tích phân nhá. Cái Y sẽ bằng gì? Đổi cận này. Tức là cận từ trừ, cận từ 2 đến trừ 2 này. Đúng chưa? Của F'T. F'T, F'dx là chính là dt chưa? Ok. Mà thầy vừa dạy rồi. F'x, F'T, dt là chính là gì nhỉ? Chính là F. Ft không? Cận từ bao nhiêu? 2 đến trừ 2 chưa? Nó sẽ bằng gì nhỉ? F của trừ 2 trừ F2. Mấy F trừ 2 là mấy? Nhìn đồ thị. F trừ 2 đâu? F trừ 2 nó cho bằng trừ 4 nhỉ? Trừ F2. F2 là mấy nhỉ? F2 là cho là mấy? F2 là cho là 4. Đúng là bao nhiêu? Trừ 8.
Nhìn phức tạp đúng không? Nhưng mà làm rất đơn giản thôi. Đấy, đúng một phút thôi. Chỉ là mới đi hiểu con này không? Nói chung là càng về cuối càng khó đấy. Dung bảo gì đấy? Hả Dung? Em vẫn nhầm ạ. Đấy. Nói chung càng về cuối càng khó ấy nhá. Nên là nghe một chút nào. Mới nghe chưa hiểu, nghe nhiều khác hiểu thôi. Chúng mày cứ ngồi xem lại video ấy là hiểu hết. Nhớ nhá. Xem lại video đi, không nghe không hiểu đâu. Không thích cũng phải nghe. Kênh YouTube của thầy đây là gì? Hả? Thầy gửi link cho, thầy gửi link cho. Thầy gửi link cho nhá. Nào, nốt câu 38 đi. 38 có hai cách ấy, một cách hình, một cách số. Để ý thế này, đây là D1 này. Đây là D2 này. Đây là M này. Các đây là A. Các đây là B. Đây là delta đúng không? Nào bây giờ nhá. Thì gọi A bằng delta giao D1. Vậy khi đang nghe A thuộc bao nhiêu? A thuộc D1 không? A thuộc D1, tức là tham số D1 đi. Thầy cho cái bằng T. Cho bằng T không? Vậy rút ra A bao nhiêu nhỉ? 2T 3 cộng 3 T cộng mấy? Cộng 3 và gì nhỉ? Và trừ 2T trừ 1. Hiểu không? B bằng delta ra D2 không? Cho B được bao nhiêu? B này thì cho là bằng U nhá. Phải hai biến khác nhau vào. Một biến T, một biến U cho thầy. U ạ. Thế là gì? Thế là U này. Gì nữa? U cộng 4. U cộng 4. 2U trừ 1. Và 2U trừ mấy? Thế bây giờ nhìn cho thầy này. MAB thẳng hàng không? Suy ra gì nhỉ? Suy ra vector MA phải cùng phương vector MB không? À mà còn nhớ cùng phương là gì không? Tức là hoành chia hoành. Nào bây giờ mình có nhá. Vector MA tính cho thầy bao nhiêu? MA gì nhỉ? M bao nhiêu đây? M là tính đại ra dễ nhìn này. 3 trừ 2 5. Vậy MA là bao nhiêu nhỉ? 2T. 2T. T cộng 5. Và gì nhỉ? Trừ 2T trừ 6. MB là bao nhiêu? MB là bao nhiêu? U trừ 3. U trừ 3. U cộng 6. U cộng 2. U cộng 6 chứ nhỉ? U cộng 6 đúng rồi. Là gì nhỉ? Và 2U trừ 6. Thì bây giờ nhá. MA cùng phương MB không? MA này cùng phương MB. Phải suy ra ngay. Hoành chia hoành chứ là 2T chia cho U trừ 3 bằng gì nhỉ? Tung chia tung. À, hệ này khó giải đấy, hệ này khó đấy. Với cách làm như sau này, thầy cho cái này bằng số k nhá, bằng số k ở đấy, thì tức là thầy quy đồng lên, tức là 2t sẽ bằng k nhân u trừ 3, đúng không? Sẽ bằng là ku trừ đi 3k, mới hiểu không đã? T cộng 5 đúng không? Nó sẽ bằng k nhân u cộng 6 không? Nó sẽ bằng gì nhỉ? KU cộng 6K. À, và trừ 2T trừ 6. Nó sẽ bằng gì? K 2 cộng 6 không? Nó sẽ bằng gì nhỉ? 2KU à, trừ 6K cộng 6K. À, bây giờ nhìn thấy nhá. Cái này này. Thầy biết là hệ 3 phương trình 3 ẩn này. Thầy coi KU là một ẩn nhá. Coi KU là một ẩn nhá. Thầy biết là như sau này.
hai t trừ đi ku thì gọi là số gì nhỉ, gọi là số z đi, z lớn đi, cộng 3k bằng 0 với z, z thì là ku nhá. Tiếp tục này, t trừ z lớn trừ 6k chuyển âm 5 sang sẽ là trừ 5 không, và trừ 2t trừ đi 2z lớn trừ đi 6k bằng 6. Casio đâu thầy? Mình có t z k bao nhiêu? Bọn mình tính cho thầy t z k bao nhiêu nhỉ? Trừ 19 phần 7 ạ. T là trừ 19 phần 7. Z là trừ 20 phần 7. Bao nhiêu cơ? Trừ 20 phần 7 ạ. Còn thằng này? 6 phần 7 ạ. Bao nhiêu? 6 phần 7 ạ. 6 phần 7 ạ. Sao thấy ngửi một cái sai nhỉ? Ok. Nào bây giờ nhá. Mục tiêu của mình là tìm gì nhỉ? Tìm T thôi. À có T thôi. Có T chưa? Có T, vậy chia điểm A bao nhiêu? A là bao nhiêu nhỉ? Thay vào cho thầy, thay vào đây. Sẽ là 21, sẽ là 2 phần 7 này. Nếu thầy nhầm không nhầm nhá. Nhầm, nhầm thật. Trừ 38, 21 đúng không? Sẽ là 17 phần 7. Trừ 17 phần 7 ạ. Cái kia sẽ là gì? Sẽ là 2 phần 7 đúng không? Còn cái kia sẽ là gì? 31 phần 7. À vậy khi nó delta của chúng mày đi qua đâu? À vậy xe U là bao nhiêu nhỉ? Vậy xe U là bao nhiêu? U chính là vector MA không? Bằng bao nhiêu mấy đứa? MA thay luôn vào đây đi, thay luôn vào 2T đi. U chính là MA, cái chính là U rồi. MA chính là gì nhỉ? Trừ 38 phần 7 này. Trừ 38 phần 7. 35 18 17 phần 7. Đó, sau đây 16 phần 7. 16 phần 7. Và gì nhỉ? 38 trừ 4 phần 7 ạ. Trừ 4 phần 7. À thầy, thầy bỏ bao nhiêu ra ngoài đi nhỉ? Thầy bỏ bao nhiêu ra ngoài đi, cho đỡ ngửa mắt đi. Thầy bỏ trừ 2 phần 7 ra ngoài nhá. Đúng không? Trong sẽ là gì nhỉ? Trong sẽ còn gì? Tức là 19 này. 19 này. Trừ 8 này. 2 đúng không? Vậy U mình chọn là bao nhiêu? U mình chọn sẽ là 19. Trừ 8, 2. OI đúng không? OI thì xem mình có U1 là bao nhiêu nhỉ? U1 UI sẽ là gì? 010. Vậy chia ngay. Góc sẽ là gì? Cos log cả bởi dưới D1. Delta UI sẽ là gì nhỉ? Còn nhớ không? Tích vô hướng. Chia tích độ dài không? Thì K siêu cho thầy bằng 2 phần 3 đấy. Tích vô hướng là hoành hoành tung tung cao cao. Ok không nhỉ? Độ dài là gì đấy? Có ra 2 phần 3 không mày được? Đúng OI không? Thế sẽ là đề bài rồi. OI đúng rồi. Cosin, cos. Đoạn C. 2 phần 3.
Xem lại cái MA thì tìm không đấy. Xem lại MA thì tính chuẩn chưa? Phải đúng 38 không? Nếu mà theo cái này không phải là 2 phần 3 đâu. Ok không mấy đứa? Hơi dài, có vẻ hơi dài một tí nhé. Thì lát tôi sẽ gửi luôn hai video lên lên YouTube nha. Ok chưa? Không có mắc gì nghỉ nhá. Nghỉ thôi. Video thì gửi nhóm sau nhá. Bye bye.